huấn luyện viên Park Hang-seo đã có mặt ở Hà Nội. Ông không phải thực hiện cách ly 14 ngày dù trở về từ Hàn Quốc, nơi dịch COVID-19 bùng phát dữ dội. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đáp chuyến bay đến Hà Nội vào lúc 21:30 tối ngày 23.